Kính chào quý vị và tất cả các bạn nhé. Trước mắt quý vị và các bạn, đây là cặp loa đồng trục của JBL, chuyên dùng cho anh em nâng cấp hệ thống âm thanh trên ô tô và xe hơi. Cặp loa đồng trục này mình rất là ấn tượng bởi chất lượng âm thanh của nó rất là hay. Đây là ngay cả bản thân mình cũng phải giữ lại một đôi không bán nhé, giữ lại một đôi cuối cùng để lắp vào một hộp nhỏ này để cho vào phòng nghe nhạc rất là hay anh em nhé. Đấy, cặp này có giá trên 2 triệu đồng anh em nhé, cặp loa đồng trục. Mã là GX628. Con này rất là đẹp rồi, rất là gấu rồi. Đó, chỉ còn vài đôi thôi nhá. Anh em nào cảm thấy yêu thích cặp loa đồng trục này thì có thể liên hệ với mình. Buổi tối mình đã chốt nhanh cho anh em 5 đôi rồi. Đây, chiếc đầu giải mã DCQ6 này, bản cao cấp nhất của Suka Audio, giải mã 32 bit và hỗ trợ nghe nhạc DSD có Bluetooth này. Có màn hình rất là đẹp. Con này giá 3.800.000 đồng, miễn phí vận chuyển tận tay cho anh em nhé. Bảo hành 1 năm, lỗi 1 đổi 1 trong hoàn 1 năm. Anh em cứ yên tâm. Đó, đây, từ giải mã xuống âm ly và từ âm ly ra hai loa đồng trục này. Còn anh em nào mà hỏi tôi về sợi dây AV ngon bổ rẻ thì sẽ là sự lựa chọn cho anh em. JAV của Hitachi bản này 4 lõi, giá 300.000 đồng. Với mức giá này thì thật sự là không thể tìm ra được cái chất lượng dây nào tốt hơn dây này anh em nhé. Thì dám khẳng định với anh em như thế. Dây này là dây DIY anh em nhé, tức là dây mình làm. Dây và rắc là dây của Hitachi, bên mình sẽ thi công và làm cho anh em. Đó, mình làm rất là nhiều. Và tất cả những anh em nào mà chuyên đi lắp công trình âm thanh thì cần những sợi dây AV tốt và giá hợp lý thì mình luôn luôn khuyên anh em dùng dây này. Bởi vì mình là người làm, mình thi công thì biết dây nào nó tốt trong cái tầm giá. Và thật sự là để tìm được dây nào chất lượng hơn dây này trong tầm giá rất là khó. Giá 300.000 đồng một sợi anh em nhé, dài 1 mét. Đấy, miễn phí ship cho anh em. Dây AV Hitachi 4 lõi giá 300.000, miễn phí ship tận tay cho anh em, dây nhật xịn. Còn đây là những sợi dây nguồn. Dây nguồn bãi Nhật, dây này thì ban đầu thì mình không chủ động đăng lên giới thiệu cho anh em đâu. Thì thực tế là mình để ở cửa hàng thôi, anh em nào cần thì đến lấy. Thì rất nhiều anh em thấy rất là thích nên là khuyên mình là tại sao lại không bán lên cho anh em chơi. Bởi vì rất nhiều anh em cần những sợi dây nguồn như này. Dây nguồn này, dây nguồn có 2 rắc thôi. 2 rắc là cắm rất là dễ dàng rồi anh em nhé. Đây là cái tiếp mát của nó, vẫn chuẩn cái tiếp mát. Đấy, rất nguồn Nhật xịn này. Đây, vẫn còn cả cái tem Nhật, chữ Nhật ở đây này. Dây này có hai loại, một loại 1m8, một loại là 2m anh em nhé. Rất là nhiều. Dây này để cho anh em 80.000 đồng một sợi thôi, 80.000 đồng một sợi anh em nhé. Đó, anh em đến cửa hàng thường lấy 1-2 sợi nhá, lấy về không biết là để làm gì. Thì anh em bảo là cái này rất nhiều người cần này, anh cứ quay video lên giới thiệu đến anh em. Thì ai cần thì có thể lấy. Đây này, thông số đây này, 300V này, chữ yên chìm này, dây rất là xịn anh em nhé. 80.000 đồng một sợi thôi. Đấy, hai đầu này, anh em xem đầu rắc này, thấy chưa. Đặc biệt là mình bán những chiếc ổ cắm nóc nguồn điện này, ví dụ như chiếc ổ cắm nóc nguồn điện như mình đang dùng này, AC8.8 này, cái dây nguồn mà máy đưa cho ấy, nó có cái chuẩn này rất là khó chịu này, cái chuẩn 3 chấu này này, nó chéo chéo nhau nên là ổ cắm nó rất khó cắm. Đấy, dây nó khá ngắn, nó chỉ có hơn 1 mét thôi, 1m2 thì phải, 1m2. Nên là anh em mà mua ổ cắm nóc điện AC8.8 này thì mình sẽ để cho anh em sợi này 50.000 nhá. Còn đặc biệt anh em nào dùng mua ổ cắm nọc điện của Epic Audio giá 1.450.000 đồng, mình tặng không cho anh em luôn, tặng không anh em kèm cái dây này. Tại vì dây này của nó rất là ngắn, 1 mét này. Đây này, dây nguồn nó này, mà chuẩn chỉ có 2 chấu thôi nhá, không có cái tiếp mát của nó đâu nhá. Anh em thấy chưa, anh em mua nọc điện AC8.8 nọc điện Epic Audio này, con này mình giới thiệu anh em rồi nhá, nọc điện Epic Audio giá 1.450.000 đồng, miễn phí vận chuyển và tặng kèm thêm cho anh em một cái dây nguồn này nữa nhá. Đó, còn anh em mua con lọc điện này này, AC8.8 bản 2020 này, bản này 4 thông số anh em lưu cho nhá, bản này bản mới nhất, 2020 hiển thị 4 thông số
lọc điện sạch hơn, cuộn cảm to hơn nhá. Giá 1.350.000 đồng. Miễn phí ship và anh em mua thêm dây nguồn này chỉ thêm 50.000 nữa thôi nhá. Ngoài ra rất là nhiều sản phẩm liên quan đến audio thì sẽ giới thiệu đến anh em trong video tiếp theo. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn nhé.